Kính thưa quý khán giả, vũ khí hóa thiết bị dân sự khiến thế giới thêm bất ổn. Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin hôm nay. Bên cạnh đó, bản tin còn có các thông tin đáng chú ý. Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy cấp cao Hezbollah. Chính sách xoay trục của Fed tác động lên nền kinh tế toàn cầu. Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch hòa bình. Thưa quý khán giả, các cuộc tấn công bằng máy nhắn tin và bộ đàm ở Lebanon là một trong những hoạt động cực kỳ phức tạp và rất khó thực hiện. Cách đây 15 năm, Israel đã từng thực hiện cuộc tấn công mạng vô cùng tinh vi khi đưa mã độc vào các nhà máy làm dầu hạt nhân của Iran, khiến chúng mất kiểm soát. Hoạt động này đã được các luật sư và nhà hoạch định chính sách xem xét để giảm thiểu rủi ro cho thường dân. Mặc dù vậy, vẫn có những điều bất ngờ. Mã máy tính bí mật đã bị lộ, những kẻ khác đã sửa đổi phần mềm độc hại và chuyển nó sang nhiều mục tiêu khác nhau. Bây giờ, hành động phá hoại được cho là đến từ Israel với hàng trăm hoặc hàng ngàn máy nhắn tin, máy bộ đàm và các thiết bị không dây khác do Hezbollah sử dụng để đưa nghệ thuật phá hoại lên một tầm cao mới và đáng sợ. Các thiết bị liên lạc thông thường đã được biến thành bom thu nhỏ. Ngoài mục tiêu là các chiến binh Hezbollah, nạn nhân cũng có thể là những người đứng xung quanh, bao gồm cả trẻ em. Chính quyền Lebanon cho biết 11 người đã thiệt mạng và hơn 2.700 người đã bị thương trong vụ tấn công hôm 17 tháng 9. Đến ngày 18 tháng 9, ít nhất 20 người nữa đã thiệt mạng và 450 người bị thương trong đợt tấn công thứ hai bằng bộ đàm phát nổ. Có nhiều lý do để lo sợ cuộc tấn công vào các chiến binh Hezbollah có thể diễn ra tiếp theo. Lịch sử của hành động phá hoại như vậy là khi một ngưỡng mới được vượt qua, nó sẽ trở nên khả dụng với tất cả mọi người. Thực tế, các cuộc tấn công vừa qua tại Lebanon không có gì mới. Khác biệt ở lần này chính là quy mô lớn khi việc cấy thuốc nổ vào rất nhiều thiết bị cùng một lúc. Sự ngụy tạo như vậy rất khó thực hiện vì nó đòi hỏi phải đi sâu vào chuỗi cung ứng. Và theo một cách nào đó, đó là lý do tốt nhất để mọi người không sợ tủ lạnh và máy tính được kết nối Internet của họ. Nhưng cảm giác dễ bị tổn thương của chúng ta về việc các thiết bị hàng ngày được kết nối với Internet có thể trở thành vũ khí chết người chỉ mới bắt đầu. Theo Glenn Christel, cố vấn chung của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ cho rằng đây có thể là cái nhìn đầu tiên và đáng sợ về một thế giới mà về cơ bản không có thiết bị điện tử nào, từ điện thoại di động đến máy điều nhiệt có thể hoàn toàn. Nếu ông Christel đúng, điều này đặt ra câu hỏi liệu những cuộc tấn công này được cho là do các cơ quan tình báo của Israel gây ra có đáng giá hay không trong cảm giác chung của chúng ta về sự dễ bị tổn thương khi các vụ nổ không có mục đích chiến lược. Như một nhà ngoại giao phương Tây có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề Trung Đông đã nói, chúng khó có thể buộc các nhà lãnh đạo Hezbollah từ bỏ một mục tiêu mà họ đã đấu tranh trong 4 thập kỷ. Hiệu ứng chính là về mặt tâm lý, cũng giống như việc giám sát tràn lan khiến mọi người đặt câu hỏi ai có thể truy cập vào điện thoại hiện chứa thông tin chi tiết về hình ảnh, tin nhắn, văn bản, số thẻ tín dụng, thì hành vi phá hoại này khiến mọi người lo sợ rằng các thiết bị thông thường có thể trở thành nguồn gây thương tích. Không chỉ gặm nhắm tâm lý, nó cũng làm gián đoạn thông tin liên lạc, dẫn đến suy đoán rằng các cuộc tấn công có thể là hành động mở màn cho một cuộc tấn công rộng lớn hơn của Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nói ngay trước khi các vụ nổ bắt đầu ở Lebanon rằng giai đoạn mới của hành động quân sự đã bắt đầu. Có rất nhiều giả thuyết về cách chất nổ được đặt trong các thiết bị. Theo kịch bản có khả năng xảy ra nhất, các điệp viên Israel đã trộn thuốc nổ vào pin khi các thiết bị được sản xuất bởi một công ty bình phong ở Budapest đã cấp phép công nghệ máy nhắn tin lỗi thời từ một công ty Đài Loan, Trung Quốc. Những người khác cho rằng các thiết bị có thể đã được sửa đổi tại một thời điểm nào đó giữa quá trình sản xuất và phân phối cho Hezbollah. Theo giới phân tích, có thể những vụ nổ đó được kích hoạt chỉ bằng một tin nhắn được gửi đồng thời đến máy nhắn tin, hoặc có thể bằng cách khai thác lỗ hổng trong mã cơ bản chạy máy nhắn tin. Kẻ tấn công có thể làm quá nhiệt pin và kích nổ các chất nổ. Nhưng một số chuyên gia cho biết người Israel cũng có thể sử dụng các hoạt động mạng hoặc chặn tín hiệu chỉ để tìm ra cách truy cập vào máy nhắn tin. Thực tế, việc xâm nhập vào chuỗi cung ứng để phá hoại các hoạt động không phải là điều mới mẻ. Hơn một thập kỷ trước, các quan chức Hoa Kỳ đã chặn nguồn cung cấp điện đến Iran để làm cho các máy ly tâm hạt nhân của nước này không thể khởi động. Chuyển sang các thông tin nổi bật khác. Thưa quý khán giả, cũng liên quan đến điểm nóng Lebanon,
Chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Ibrahim Aqil đã thiệt mạng vào ngày 20 tháng 9 trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut. Cuộc tấn công đã giáng thêm một đòn nữa vào Hezbollah sau khi nhóm này phải chịu một cuộc tấn công chưa từng có vào đầu tuần này. Trong đó, máy nhắn tin và bộ đàm do các thành viên của nhóm này sử dụng đã phát nổ. Aqil là người phục vụ trong cơ quan quân sự hàng đầu của Hezbollah. Theo đài phát thanh quân đội Israel, Aqil đã bị giết cùng với các thành viên của đơn vị Rawan tinh nhuệ của Hezbollah khi họ đang họp, một trong những nguồn tin an ninh cho biết. Bộ Y tế Lebanon cho biết cuộc không kích đã giết chết 8 người và làm bị thương 59 người khác. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 2 tháng Israel nhắm vào một chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah ở Beirut. Vào tháng 7, một cuộc không kích của Israel đã giết chết Paul Shirk, chỉ huy quân sự cấp cao của nhóm này. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Aqil được Hoa Kỳ treo thưởng 7 triệu đô la cho cái đầu của ông ta vì có liên quan đến vụ đánh bom chết người nhằm vào thủy quân lục chiến ở Lebanon năm 1983. Theo các chuyên gia, việc Fed cắt giảm mạnh lãi suất cho thấy mối quan ngại ngày càng tăng của cơ quan này về thị trường lao động Mỹ. Quyết định hạ lãi suất của Fed được đưa ra sau nhiều tháng thị trường lao động Mỹ cho thấy những dấu hiệu không khả quan. Trong tuyên bố sau cuộc họp chính sách ngày 18 tháng 9, Fed cho biết đã quyết định cắt giảm lãi suất xuống phạm vi từ 4,75 đến 5% trên cơ sở những diễn biến lạm phát gần đây. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đánh giá cơ quan này đã có thêm niềm tin rằng lạm phát đang trên lộ trình ổn định hướng tới mục tiêu 2%. Fed cũng cho biết sẽ sẵn sàng điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ trong trường hợp rủi ro xuất hiện có thể cản trở nỗ lực đạt được các mục tiêu về lạm phát và việc làm. Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách của Fed cũng đưa ra tín hiệu có thể giảm lãi suất thêm 0,5% vào cuối năm nay. Tiếp đó, Fed dự kiến cắt giảm lãi suất 4 lần trong năm 2025 và giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm 2026. Fed cũng nâng dự báo về tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vào cuối năm 2024 lên mức 4,4% từ mức 4% đưa ra vào tháng 6 năm 2024. Trong tháng 8 năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ ở mức 4,2% với 7,1 triệu người không có việc làm. Con số này gần như không thay đổi so với các tháng trước. Tuy nhiên, tình hình này đã xấu đi so với một năm trước, khi tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 3,8% và số người thất nghiệp là 6,3 triệu người. Quyết định hạ lãi suất của Fed có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm tín dụng cũng như giá trị của tiền mặt, trái phiếu và cổ phiếu. Bên cạnh đó, việc Fed kết thúc chu kỳ thắt chặt kinh tế được dự báo sẽ có tác động lan tỏa trên toàn cầu. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, tính đến tháng 8 năm 2024, lạm phát toàn cầu ở mức 5,9%, trong khi lạm phát trung bình ở các nền kinh tế phát triển như Mỹ chỉ vào khoảng 2,6%. Trước những lo ngại này, trong năm 2024, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã hai lần hạ lãi suất. IMF dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ đạt 3,2% vào năm 2024 và tăng nhẹ lên 3,3% vào năm 2025. Bà Rina Agarwal, giám đốc trung tâm Soros tại Đại học Georgetown, cho rằng các quyết định của Fed không chỉ có tác động trong phạm vi nước Mỹ, mà còn có ảnh hưởng tới nhiều khu vực khác trên thế giới. Ngoài ra, quyết định của Fed cũng ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối do những tác động đối với đồng bạc xanh, vốn là đồng tiền dự trữ toàn cầu. Bà Agarwal nhận xét các thị trường mới nổi cũng chịu tác động do đi vay bằng đồng đô la Mỹ. Khi lãi suất ở Mỹ thay đổi, chi phí đi vay của các quốc gia này cũng sẽ thay đổi. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa đưa ra tuyên bố kế hoạch nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine. Nhiều khả năng, Tổng thống Zelensky sẽ trình bày kế hoạch này khi tham dự các cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần này. Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky với mục đích mang lại hòa bình cho Ukraine, trong khi vẫn duy trì sức mạnh đất nước và tránh mọi kịch bản đóng băng xung đột đã hoàn tất. Ông Volodymyr Zelensky cho biết sẽ trình bày kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga. Kế hoạch của ông Volodymyr Zelensky đề cập đến các khía cạnh cả về quân sự, an ninh, ngoại giao và kinh tế. Ngoài chiến dịch quân sự hiện tại ở tỉnh Kursk của Nga, nhiều khả năng Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ trình bày kế hoạch này khi tham dự các cuộc họp của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Tuyên bố trên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Ukraine và Nga vẫn đang leo thang căng thẳng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.